Hello, xin chào cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình giới thiệu với mọi người đây là cây hoa mẫu đơn ta nhá, cờ đỏ cho mọi người nhá. Vườn mình có mấy cây rất là đẹp nhá. Đấy. Cho mọi người nhìn này, cành tán hoa rất là sai, chi chít hoa. Bác nào có nhu cầu mua cây về làm bonsai, về chơi cây cảnh hay là về để sân vườn thì có thể alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0988 630 811. Em ở Gia Lâm, Hà Nội nhá. Cho các bác ngắm xa này. Rất là đẹp luôn. Cảnh tán đây. Thân đây. Năm thân rất là đẹp. Cân đối, tán rất là tròn. Cảm ơn các bác nhé.